Tròn 3 năm hẹn hò, Thanh Bình nhắn nhủ đến vợ, anh hứa là sẽ yêu như ngày đầu. Dù vợ còn nhiều vụng về hay nhõng nhẽo, nhưng diễn viên Thanh Bình vẫn hứa sẽ yêu Ngọc Lan như ngày đầu. Mới đây trên trang cá nhân của mình, diễn viên Thanh Bình đăng ảnh hạnh phúc bên vợ con cùng lời chia sẻ: "Hôm nay tròn 3 năm ngày bắt đầu yêu nhau. 1 tháng 11 2015, 1 tháng 11 2018. 3 năm không phải là quá lâu, nhưng cũng không phải quá ngắn cho tất cả những điều tuyệt vời đã cùng trải qua. Chúng ta đã có một tình yêu to lớn là Lô Yêu. Sẽ còn nhiều thứ mà chúng ta sẽ vượt qua trước mắt nữa. Nhưng điều quan trọng mình hãy cứ vững tin về đối phương, thì anh tin là sẽ chẳng có gì khó khăn cả. Dù Lô Yêu dành bớt phần, nhưng anh hứa là sẽ yêu em như ngày đầu nhé. Đừng suy nghĩ nhiều và hãy luôn tươi cười thật nhiều. Nắm tay và đi tiếp cùng nhau nhé nì, Mập Ngọc Lan. Ba yêu hai mẹ con nhiều." Ngọc Lan Thanh Bình từng là bạn tốt hơn 10 năm trước khi hẹn hò. Từ khi làm bạn đến lúc yêu và kết hôn, Thanh Bình luôn chăm lo chu đáo hết mực cho Ngọc Lan. Thanh Bình từng cho biết, vợ không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp nhà cửa. Thậm chí mỗi lần vào bếp làm vỡ đồ, nhưng nam diễn viên vẫn chấp nhận. Thanh Bình cho biết, Ngọc Lan là người phụ nữ của công việc, năng lượng đều dành hết cho công việc. Bình chưa bao giờ ép vợ phải đi học nấu ăn, bắt vợ làm việc nhà, rửa chén hay giặt đồ. Trong khi đó, Ngọc Lan thừa nhận Thanh Bình là một người chồng hoàn hảo đối với cô. Nhiều lúc nữ diễn viên cũng áy náy khi không giỏi trong việc bếp núc chăm con. Ngọc Lan cho biết, ở bên Thanh Bình, cô cảm thấy được che chở an toàn và thích nhõng nhẽo. Hạnh phúc của Ngọc Lan và Thanh Bình hiện tại là điều fan của nữ diễn viên mong muốn, vì cô đã chịu nhiều thiệt thòi khi trải qua nhiều lần lận đận về tình duyên. Ngọc Lan là một người không giỏi bếp núc công việc nhà, nhưng cô đã tìm được người chồng lý tưởng biết chăm sóc vợ con chu đáo.